Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nha. Hôm nay Nguyên thèm bánh ướt quá cả nhà ơi, bánh ướt Việt Nam mà ở đây mình không có chả lụa, cho nên mình ăn với lại thịt heo viên chiên nè cả nhà. Ở đây Nguyên có giá nè, thì Nguyên ăn với lại nước tương. Thì tự nhiên không biết sao mà thèm cái bánh ướt dữ thặng, bánh ướt Việt Nam cả nhà, bánh ướt mà ăn với nước mắm á. Ở đây bên đây mình có mua bánh ướt nè, một bịch như vậy á, không biết nhiêu tiền nữa. Họ vô bịch sẵn như vậy nè cả nhà, một bịch như là một người ăn. Thì mình kêu chồng mình mua để trong tủ lạnh đó cả nhà, khi nào mà kiểu như nhà không có gì ăn đó, cái mình lấy ra mình ăn. Ở đây á, họ làm cái họ vô bịch sẵn vậy nè cho mình ăn, cái mình chút ra mình ăn nè. Còn mình để tủ lạnh thì mình lấy ra mình hấp lại. Nguyên rất là thích ăn bánh ướt luôn nha, mê lắm cái loại bánh ướt ở bên Malaysia. Cả nhà biết ăn loại nào mà giống bánh ướt Việt Nam mình không? Cái loại đừng có mua cái loại mà tròn nha, mua loại dẹp như vậy nè. Cái loại dẹp ăn nó dai mà nó ngon hơn loại tròn nhiều lắm luôn. Hôm nay mình làm có mình ăn à, chồng mình thì ảnh nói họ nấu tôm dăm ảnh ăn, ai biết ảnh nè. Thì thịt heo viên chiên này á, thì mình sẽ để vô đây mình luộc. Đi làm mới về đó cả nhà ơi, không biết ăn gì, làm này ăn cho lẹ. Anh chồng mình á, thì hồi ảnh nấu tôm dăm với lại chả cá đồ đó. Còn giá này á, thì Nguyên sẽ đem đi trụng sơ cho nó hơi mềm xíu á. Luộc cái này chín lên là mình có thể bỏ vô đây rồi mình ướp nước tương ăn đơn giản lắm. Nguyên ăn đơn giản lắm cả nhà, Nguyên mê cái món bánh ướt này dữ lắm luôn. Mà lúc trước Nguyên đâu có biết đâu, mua cái loại loại tròn, mua loại tròn đâu có ngon đâu, nó bở hơn cái loại dẹp. Cái loại dẹp nó dai nó ngon lắm cả nhà ơi, không biết anh chồng mình mua nhiêu bịch đó mình không biết. Nguyên lấy kéo á cả nhà, Nguyên cắt cái thịt heo viên chiên này ra chứ nó bự quá. Bây giờ đã được rồi cả nhà, bây giờ mình rớt ra rồi mình bỏ vô trong tô mình ăn. Giá thì Nguyên sẽ trụng lên nha cả nhà. Và cái tô này bự quá, cái tô này nhiều lắm rồi nè. Nguyên ăn cái này á, thì Nguyên thích ăn giá lắm, không có để giá vô là không có giống như bánh ướt Việt Nam mình đâu, phải để giá vô mới được. Giờ tắt bếp được rồi, mình Nguyên nghĩ hả phải trút ra cái dĩa bự mới được. Hồi nãy tưởng đâu ít, hai dẻ nấu lên nó bự quá, nó nhiều quá cả nhà ơi. Rồi trút ra. Bây giờ giá thì cũng chín rồi đó cả nhà ơi, vớt ra giá màu chín lắm, nấu vừa chín tới vậy nè, luộc vừa chín tới là nó giòn á, nó ngọt lắm. Cũng Nguyên vậy là đã xong rồi cả nhà, Nguyên ăn với nước tương. Bây giờ chồng Nguyên ảnh nấu tôm dăm á cả nhà, ảnh nấu anh ăn, ảnh nấu theo khẩu vị của ảnh. Trông ông sủa dễ sợ. Không biết ai sao chứ mình không thích ăn mấy cái này. Tại vì cái này bột không, ăn không có ngon. Cái này ngon à. Quờ dâu cho cơ y cơ. Ủa. Dễn dễn à. Chồng mình nấu tôm dâm á cả nhà. Mua mấy bịch bánh ướt nè, để em tủ lạnh, để tủ lạnh ăn dần dần. Nhiều khi không có gì ăn á cả nhà, cái lấy ra hấp. Cái này là bún, kêu có chỗ thì kêu bằng bánh canh á, mình thích ăn cái cộng cái loại bánh canh này hơn, nó dai nó ngon. Anh chồng mình để cái hộp tôm dăm vô cả nhà, gia vị tôm dăm á.
gì trời, nặng quần nó đi dù lưu thì tới lẹn nữa ư a rồi mà. Nè mi dù lông sai. Sai dù lèo dù xì ben ben nào dao mà bà nói này. Chồng mình để cái đó là gia vị tung dâm á cả nhà. Hồi nãy định mua nước dừa về nấu đó mà anh quên á, nấu nước dừa thì nó ngon hơn. Chồng mình bỏ rau vô, rau thơm á cả nhà. Anh ăn với bún. Đó, vậy là xong rồi cả nhà. Anh chồng mình ăn đơn giản lắm. Nếu như mình á nha, mình nêm một tí xíu nước mắm vô ăn cho nó đậm đà. Xong đó, vậy là ăn đó. Nhìn hấp dẫn quá chứ bộ. Hello, hello, cả nhà. Xin chào cả nhà nha, cả nhà. Xin mì cơm. Nguyên cuộc sống Malaysia. Tiếng mì cơm thì chèn tao chỉ bài luôn. Đã liều chưa bài luôn. Ít chèn luôn bao liều mà. À, cái này là nước tương cả nhà. Nước tương với lại tỏi. Với lại ớt. Chồng mình thì ăn tôm dâm. Tôm dâm. Tôm dâm bánh canh. Trời mặt ơi. Mê lắm. Trời ơi. Tự nhiên cái thèm bánh ướt. Ở Việt Nam mình thì bánh ướt chả lụa ha. Bữa hổm mình cũng có mua chả lụa nữa cả nhà mình. Mua đòn nhỏ xíu không biết nhiêu tiền. Chứ cơ to sẽ đi bao. Hả? Phải phải. Không nói trong họng không. Một đồng gử một bịch cả nhà. Đồng gử là cỡ 7-8 ngàn tiền Việt Nam mình. Mình á, mình thích ăn thịt heo viên chiên lắm. Thịt heo viên chiên nó ngon lắm luôn cả nhà. Ủa mình đi nản căng chưa? Người mình cho bên xưa kinh tô chen hả? Cho cần cả đi. Nè. Chồng mình nói á, ở bên này người ta cũng có ăn với cà ri á. Ừ đúng rồi, mình cũng có ăn qua, nhưng mà không hợp khẩu vị của mình. Tại vì người Việt á cả nhà, mình ăn quen với lại nước mắm nước tương ăn chung á, cái tự nhiên ăn với nước cà ri ăn nó sao sao đâu á. Thổ nó ngon xuất sắc luôn. Chị em ai ở anh chị em ai ở Malaysia nó mà có thèm bánh ướt á, mua cái loại bánh ướt dẹp á nha, về làm về ăn là trộn ngon lắm. Khỏi mất công mình mua bột về mình đổ cực lắm cả nhà. Đổ ăn cũng không có nhiều. Mua bịch bột này hả? Cái lọ mua bịch bánh nước này chỉ có 1 đồng mấy tiền mã, 1 đồng gửi à. Cỡ 7-8 ngàn thì Việt Nam mình ăn no luôn. Ngon. Ăn ngon anh ơi. Ủa chứ, ủa chứ, cả những thứ ngon ngon à. Ủa chứ cơm à. Ngon. Mình nói à, mình nghĩ là ăn với nước tương nó không có ngon hả nha. Ai về trời ơi nhức cái nắp. Ngon. Tại vì có da sống á, ăn bánh ướt là phải có da sống ăn nó mới ngon. Trời ơi trời. Đã. Mấy bữa nay mình ăn chiên cả nhà, ăn giảm cân thấy bà. Ừ, cô ạ. Cô là. Nhìn phân tung dâm to tàn la. Ừ, tôi la la. Cái này nữa. Hả? Nó nữa. Nhiều phân căng dữ mà. Nó hãy phân căng dữ đúng không? Ừ.
Vì do phân chân dữ sẽ học sư. Dạ vô đó. Anh chồng mình ẩm mà vô nấu ăn cái đặng mình ổng ăn luôn, ổng nấu lạc lắm. Không để nước cương, không niêm niếm gì chứ. Chỉ là ngọt tự nhiên của chả cá thôi. Mấy bữa nay mình ăn kiêng cả nhà ơi. Ăn rau không. Bữa nay ăn với cũng ngán, ăn lâu lâu mình ăn tinh bột mình làm không có sao. Mình nấu này một bịch hơi nhiều. Hay mình nấu nửa bịch là được. Đủ à. Tại vì mình để giá vô. Ha ha. Không biết. Có nhiều bạn kêu chồng kêu mình á chỉ cho chồng mình nói tiếng Việt cũng chỉ nhiều lắm á mà ảnh quên trơn. Bữa mà chạy xe mắc cười lắm thật, có ai mà có chồng á Malaysia mới hiểu. Nhiều khi mà nói chuyện á mình quên mình chim vô tiếng tiếng qua anh chồng nha là chuyện bình thường. Anh chồng của mình là người ở bên đây mà nhiều khi nói chuyện với mình ảnh nói nhầm vô tiếng Việt luôn á. Đúng không? Mà chồng mình nói chuyện tiếng Việt mắc cười lắm. Giờ mà ảnh hài hài sao ha anh ha. Lắc đầu là khôn. Xong rồi chỉ diễn kênh tu phu thì bên dù tu phu khả năng nhiều quá cái nhà ăn hết rồi. Tại vì mình tưởng anh chồng mình ăn với mình chia ra hai người chia làm đâu ăn cũng được nha. Chồng mình không ăn giá là anh sợ nhức giò. Ăn giá anh nhức giò lắm đó nha. Mát á. Những người lớn tuổi ít ăn giá rồi. Tốt không? Ăn giá nhức giò. Mà ăn gì? Ăn chè đậu xanh thì không bị nhức nhanh ngộ quá. Ông này không mà chỉ giọng nói tiếng Việt ha. Nói cái này là ngày mơi quên không cần ngày mơi nữa đúng không họ đúng không định nói bậy rồi đó. Ê sữa chua cái này mình uống sữa chua loại này nè. Hồi đó mình mới qua đây á, hồi uống sữa chua này hả à, giảm cân ngày nào cũng uống chai. Tính tiền Việt Nam mình á, hồi đó nghe tính tiền Việt Nam mình là một chai là 70-80 ngàn, giờ tiền nó tụt rồi, hình như chai này là 8 đồng à, 8 đồng là cỡ chứ cơ ba khoai sẽ di chuyển à. Hỏi gì cũng không biết chứ anh vậy. Mình nhớ không rằng là 38 đồng một chai gì nè. 8 đồng chai cỡ 44 ngàn tiền Việt Nam mình chai. Mà hồi đó tiền nó lên nó cả nhà gặp 70-80 ngàn chai. Ý phải không ta? Ừ cũng tương đương á. Hồi 10 năm về trước á là 1 đồng mã là đổi tiền Việt của mình là 60 mấy ngàn 6 đồng 6 ngàn mấy thôi nha.
Mà bây giờ một đồng mã chỉ đổi được có 5 đồng tư hay 5 đồng gửi thôi. Tiền nó tuột, giá mang tuột. Mà làm lương không lên. Làm với ổng hả mấy năm nay. Mấy năm nay nó nhầm nữa rồi. Mình làm ở trong công ty á nha, lương không lên. Mình làm với chồng mình á, phụ chồng mình, ổng cũng không lên lương cho mình. Kỳ quá. Ăn gì mua gì cũng lên chứ, mà làm lương cũng lên, đúng mà, đúng không? Không biết. Này hên là tự anh nấu á, chứ mình nấu anh chê, biết ý ổng mình kêu ổng nấu. Nhiều bạn nói chồng mình hiền, không có hiền đâu, ổng nóng tính lắm, mình thì mình cọc. Mình thì hơi bị cọc, ổng thì ưa chọc, nó có nhiêu đó, đó. Nhận hoài á, ha ha, đúng không? Còn hai miếng ăn hết, này là hỏi mà, tại lên máy quay ảnh ngại mắc cỡ rồi đó, chứ tắt máy gặp là đứa chia phân nữa cái nha. Ngon. Anh chồng mình á, anh thích uống tôm dăm, húp canh á, kêu bằng như nó mới đang tôm dăm giống như húp uống nước canh vậy nha. Chồng mình cũng thường đi mua tôm dăm về uống, về ăn lắm, nó lộn uống, tại vì bên đây người ta canh á, người ta kêu bằng uống không à. Cho Bye bye. à, thôi video cũng nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ hai chồng Nguyên nha. Bye bye.